Hello mọi người, hôm nay anh em lại đi bên Hồng Ngự Đồng Tháp bảo trì căn nhà yến sửa lại. Nhà này sửa lại nha mọi người. Có phong đây. Mở dưới đó. Đó, để chờ cái cổng đang bị khóa này. Đang chờ chủ nhà cho người đem chìa khóa lại mới vô được nha mọi người. Thì trong thời gian chờ đợi thì nên tạm dừng video. Vô thì được đó. Người này vừa kiển hỏi chủ án trên kìa. Đây là mặt hông. Đó, giờ này cũng có mấy con chơi. Trước khi được đi vô nhà thì anh em cũng đã xử hết 4 thằng là 4 trái dừa rồi. 4 thằng 4 trái dừa với 1 trái bưởi rồi. Bây giờ em đi qua đây em lụm coi có cam không, kiếm vài trái cam. Đây cam này, có cam. Có trái dưới này nè. Đó, này chín rồi nè. Để đây, đi lụm nữa. Chắc con của chủ nhà ra. Rồi, có con của chủ nhà ra để em vô nhà luôn. Ở ngoài kia có cây cam ngon lắm nè. Ngoài đó có cây cam ngon lắm. Nước khô hết rồi. Trước là nước là đầy luôn á, nhà khô rang luôn rồi. Này giăng lưới luôn nữa hả anh, là chú Bảy kêu mở cửa không? Lưới chống rắn à ông nội ơi. Cá. Cứt cái phân gì? Được chứ ta. Quá rồi. Thôi chú Bảy nó không có chim. Ồ. Mới không mà. Vậy mà ông Bảy ông đây. Ờ đây lên tổ nè. Có lý rồi. Vậy vậy cái ông Tùng ổng không biết khỉ gì hết trơn, ổng cũng lùa theo nó không có chim. Nè hôm mới nè, mới. Sành dưới mà này là thành trên còn dưới nữa. Mới có hơn tháng chưa ta? Cả tháng rồi à. Đếm đi, đếm coi được. Thôi ngoài trường đá thì khỏi đếm. Trường đá thì không đếm. 21, 7. Đây nha mọi người. À, mở lại cái cửa miệng hang bên này. Bữa trước là nằm bên này nè. Bên này với bên này. Đó,
hai cửa cũ bích lại chơi hai cửa mới. Ok. Ồ, quá đã luôn rồi. Ba sàn. Vậy thì thôi chứ. Ừ, đây nè. Em sợi bự ngay góc nè. để quay xong bắt đầu là đưa lên YouTube xong cái là gửi cho chú Bảy ổng coi. Nhưng mà trong cái video có nói đi bẻ cam của ông á. Mở chìa khóa thành trên cái em. Giờ lên sàn giữa này, sàn 2 á. Mọi người coi video bấm chuông rồi bấm like giùm em nha. Ủng hộ em Út đi. Đó. Để em Út có động lực để quay cho mọi người tham khảo chơi. Rồi tiếp tục vô sàn kế tiếp. Ô thôi rồi nội lực môi. Ôi ông Tùng ơi là ông Tùng ơi, ông nói ông nè. Không có chim. Không có chim đâu ông Tùng nè. Không có chim đâu ông Tùng nè. Nè. Đó, không có chim nè. Nè, quẹt bóng nè. Ôi ông Tùng nè ông. Ô nè, nè ô nè, cái tổ này lẹ. Mà lẹ không? Mà chắc tươi luôn. Lẹ không? Ô phân nè, không nổi ô. Mới không. Đây nè. Đó. Hai bên luôn. Nè, quẹt lưỡi chân nè. Mày đếm mà sao nổi? Giờ sao đếm nổi vậy? Đây tổ nè. Đây. Bên đây đó, bỏ mày bỏ qua hai cặp đây nè. Đây nè. Trắng bên nè. Đó. Việc đếm là đi ngang á, đừng có đi ấy, đi ngang đếm một lượt. Đi đường nha. Đây nè. Quá khá nè. Lưỡi chơi ngồi luôn đấy. Đây nữa nè. Đó. Ngô nhiều lắm rồi. Ê, hồi đếm tổ đi Vũ ơi, đếm tổ đi báo cáo chú Bảy luôn. Đếm rồi báo cáo chú luôn. Tổ mới tổ cũ đếm hết. Tổ cũ thì có mấy tổ hả? Tổ cũ bởi chú Bảy nó có mấy tổ. Quá đã luôn. Đây. Đó. Ê con thành lành, đây hai tổ luôn, hai bên hai tổ. Chỗ có thành lành đèn tổ nè. Lấy cái gì đập đập con thành lành cái. Em lấy cái gì đập đập con thành lành này cái. Đến tổ đi. Có lý đó. Đây. Đây. Đó. Ông Tùng này ổng giờ chú Bảy nói không có rồi, ổng cũng nói không có theo. Đây. Cái bóng đây. Sợi bự luôn đây, lên bằng ngón tay cái luôn rồi đây. Rồi cái này mà qua hết một cái là vô xô chú Bảy luôn rồi. Cứ dòng phân này dòm lên là nó đó. Nè. Nên sợi bự hết rồi nè. Ngồi điện dung Tùng gấp. Điện dung Tùng thế đi. Ông Tùng muốn chung đốt nhà không à? Ôi, phòng này là yếu nè. Phòng này phòng trung kiển như này nó hơi yếu. Còn mấy phòng trong này là quá xá luôn. Có lý quá rồi. Để Vũ không đến nữa. Đi mình lên, ai nhờ mình lên tầng trên nữa, về đây. Nút dùm. Giờ bắt đầu là anh em lại lên tầng 3. Đó.
Thằng đó đừng vô tổ anh Dũng. À, cái sàn này là yếu hơn. Sàn này nó yếu hơn bởi vì là sàn giữa nó có một số tổ chim cũ á, nên là nó ổn định hơn. Này thấp quá này. Thằng này thấp quá. Này mọi người nè, thấy thằng này là đứng là đó, nó đụng đà luôn nè. Có ở nhưng mà nó yếu hơn mấy thằng kia. Yếu hơn. Đây có hình mới nè. Có phần mới nhưng mà nó yếu hơn. Yếu hơn hai thằng dưới. Đây mới. Mới. Ở thu chùm nè. Nó thu chùm hết nè. Chùm này nhưng mà yếu. Nó đang còn mùi gỗ. Mùi gỗ. Nó có tháng mà là nhà này không có máy phun để mà máy phun gà để ấy nên nè. Để em hỏi ông anh coi là đếm được cái tầng dưới nhiêu tổ rồi. Đây. Nhiêu tổ rồi? Sàn này không 26. 26 hả? Đâu có nhà đâu mà chấm. Lấy cái bình xịt lên, đem bên trên này lấy bình xịt. Rồi, mình cái tầng giữa này không 26. Bây giờ tầng trên thì nó mới có chim mới vô à, chưa có ở. Chưa chim chưa có cả tổ. Chắc cái tầng dưới là được thêm mấy tổ nữa. Chắc khoảng chục tổ thì nó nằm vô khoảng 35-36 tổ. Ây dạ, trời ơi dính lưới luôn rồi. Em quay video rồi thôi, chia sẻ cho mọi người tham khảo ha. Em xin kết thúc video ở đây. Chúc mọi người một ngày mới an lành và vui vẻ.